Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên hầu hết các nơi thuộc khu vực từ phía Tây Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Phú Yên đã xảy ra nắng nóng trong gần 10 ngày nay. Ngay cả các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, nắng nóng cũng xảy ra cục bộ với mức nhiệt từ 34 cho tới 36 độ. Đến ngày hôm nay, tình thế thời tiết chi phối các tỉnh thành phía Bắc nước ta đã biến đổi hẳn. Vùng áp thấp bắt đầu bị nén bởi khối không khí mát từ phía Bắc, nên sự xáo trộn mạnh mẽ trong bầu khí quyển đã xảy ra. Trời chuyển nhiều mây, xuất hiện mưa rào và rông. Mưa tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi, nhất là các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng hay là Bắc Cạn. Trong cơn rông còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh rất nguy hiểm. Cùng với mưa, quá trình giảm nhiệt cũng sẽ diễn ra. Thời tiết trở nên bất nóng hơn khi hầu hết các nơi nhiệt độ đều dưới ngưỡng 34 độ. Riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, trưa nay nhiệt độ còn cao trên 36 độ và phải đến chiều tối khi những cơn mưa rông xuất hiện thì tiết trời mới dễ chịu hơn. Các tỉnh phía Bắc của miền Trung như là Thanh Hóa và Nghệ An, ngày hôm nay trời cũng chuyển nhiều mây hơn nên nắng nóng tạm thời cũng sẽ chấm dứt, khi nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều không quá là 34 độ. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh trở vào cho tới Bình Định và Phú Yên, do vẫn còn chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn nên tình trạng khô và nóng tiếp tục duy trì, nhiệt độ cao nhất ngày vẫn phổ biến từ 35 cho tới 38 độ kèm theo độ ẩm giảm thấp và những luồng hơi nóng do gió Lào mang đến vẫn ảnh hưởng xấu đến đời sống và sinh hoạt của người dân nơi đây. Phải sang đến ngày mai khi vùng áp thấp suy yếu thêm thì tình trạng nắng nóng ở khu vực này mới giảm đi và một vài cơn mưa rông có khả năng sẽ xuất hiện vào chiều và tối, mang lại bầu không khí dễ chịu hơn. Ở phía Nam, các tỉnh cực Nam của Trung Bộ kéo dài từ Khánh Hòa cho tới Bình Thuận, thời tiết ít biến đổi, trời vẫn có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất trong ngày khoảng 33 cho tới 35 độ thời tiết tiếp tục thuận lợi cho hoạt động du lịch biển dọc theo khu vực này. Ngày hôm nay vẫn là một ngày đầy nắng ở các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, với nhiệt độ được dự báo ở mức từ 32 cho tới 35 độ vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Đến chiều tối và tối, đới gió Tây Nam sẽ đẩy một lượng hơi ẩm từ biển và đất liền, tạo điều kiện cho những đám mây đối lưu phát triển và tiếp tục gây mưa rông cục bộ cho khu vực này. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị, cùng chung xu thế thời tiết với các tỉnh thành miền Bắc, ngày hôm nay tại thủ đô Hà Nội, trời tiếp tục chuyển nhiều mây hơn, độ ẩm không khí tăng lên và nền nhiệt độ giảm xuống, mức cao nhất sẽ không vượt quá 32 đến 33 độ, mang lại cảm giác dễ chịu hơn trong ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, những cơn mưa rông bất chợt có khả năng xuất hiện, nhất là ở vùng ngoại ô như Ba Vì hay là Sơn Tây. Do vậy quý vị và các bạn cũng nên chủ động mang theo vật dụng che mưa khi đi dã ngoại trong ngày hôm nay và ngày mai. Không có sự khác biệt đáng kể so với khu vực thủ đô Hà Nội tại thành phố biển Hải Phòng. Trong ngày thứ bảy này, trời cũng khá là nhiều mây. Buổi sáng, tiết trời mát mẻ với mức nhiệt dao động quanh ngưỡng là 26 độ. Đến trưa và chiều, nhiệt độ cũng tăng lên nhưng vẫn ở dưới ngưỡng 32 độ. Đáng lưu ý là sự xuất hiện của những cơn mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra gió rất mạnh, nhất là ở vùng ven biển, nên phần nào cũng sẽ ảnh hưởng đến việc bốc rỡ hàng hóa ở khu vực cảng trong ngày hôm nay. Không giống như thủ đô Hà Nội hay thành phố Hải Phòng, Ngày hôm nay, thời tiết tại thành phố biển miền Trung Đà Nẵng hầu như ít có sự biến đổi so với những ngày vừa qua. Trời vẫn có nắng từ sớm và nhiệt độ cao nhất cũng sấp xỉ ở ngưỡng nắng nóng là 35 độ. Trời hầu như không mưa vào ban ngày nên các hoạt động du lịch vẫn có thể diễn ra bình thường. Ngoài những điểm du lịch quen thuộc như Bà Nà Hưu hay Bãi biển Mỹ Khê thì du lịch Cù Lao Tràm cũng là một lựa chọn thú vị cho quý vị và các bạn trong ngày hôm nay. Mặc dù đang trong những ngày giữa tháng 5 nhưng nền nhiệt ở các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ vẫn còn ở mức cao. Nắng nóng liên tục kéo dài trong suốt những ngày vừa qua. Đến ngày hôm nay, mặc dù nắng dịu đi nhưng trời còn khá oi. Về trưa và chiều, mây đối lưu sẽ phát triển mạnh, mưa rông có xu hướng xuất hiện nhiều hơn. Có nơi mưa khá, người dân cần tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhiệt độ trong ngày hôm nay tại thành phố sẽ duy trì ở mức 26 cho tới 34 độ. Ngày hôm nay tại khu vực thành phố Cần Thơ, nắng sẽ diễn ra gián đoạn và nền nhiệt cao nhất ngày sẽ dừng lại ở mức là 34 độ. Chiều tối nay khả năng sẽ xảy ra mưa rào và nhiệt độ vào thời điểm về đêm giảm xuống mức 26 độ, kèm theo gió thổi nhẹ nên cảm giác nóng sẽ không còn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết và đô thị của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!